làm này này anh. Đấy, anh hiểu chưa? Chưa hiểu lắm em ạ. Đây, em chỉ làm nhá. Đây, đây, nó phải vào này này. Đấy, em thấy cái gì chưa? Đấy là anh đang làm dự án mới cho công ty của anh. Alo, Loan à? Đến chưa em? Alo, chị ạ. Đến chưa? Chị đợi hơn 10 phút rồi. Em sắp đến rồi đấy. Em lắp cái phi công của em phát xuống đấy hả? Xem nào. Chị đang ngồi chỗ nào đấy? Đây. À đây, đây, đây. Ở đây, đây. Ôi, ôi, lâu lắm anh Ngọc. Thế dạo này chuyện tình cảm yêu đương nào rồi? Em vừa quen được một thằng giàu lắm, đẹp trai, giàu. Nó làm tổng giám đốc của công ty về mỹ phẩm với cả thẩm mỹ các thứ ấy. Giàu lắm chị ạ. Thế đẹp trai đâu có ảnh không xem nào? Đây. Chưa biết mặt mũi nào. Trai lắm. Có tốt không? Yêu lâu chưa? Em mới vừa mới tìm hiểu thôi. Hôm nay đi gặp mặt xem. Ở hôm nay là đi gặp lần thứ hai. À, mới quen được vài ngày. À thế hẹn hò đúng không? Vâng, hẹn hò đây, hôm nay hẹn hò đây. Ôi thế kia có phải người yêu em không? Nhìn giống đấy, giống trong ảnh đấy. Ừ đúng rồi, người yêu em đó chị ạ. Thế tại sao lại đi với gái kia? Không, chắc là đối tác thôi. Đối tác mà tình cảm trước kia lại còn chúng mình có lại như thế này là dở rồi. Ôi, em không thể chấp nhận được cái anh yêu phụ nữ ngày nay mình chỉ đánh son thôi, mình không được đánh ghen đâu ạ. Bình tĩnh, mình phải xem mọi chuyện như thế nào đã. Rồi xem chúng nó làm cái gì. Ôi dồi ôi, em ơi không được rồi, sao bọn nó lại như đi này? Đi ra đi mẹ em, nhanh đi đi. Chuyện này như thế nào hả hai người? Đây là ai? Cô này là ai? Anh thế này như thế nào? Để em giải thích. Tại em nghe anh giải thích thì thực ra là suốt thời gian vừa qua anh đã giấu bố mẹ anh rất nhiều chuyện, và thực ra bây giờ anh cũng muốn quay trở lại con người thật của mình. Em hãy chấp nhận con người thật của anh và để anh tiếp tục cuộc sống mới. Tại sao anh lại không nói với em từ đầu? Anh thực sự thôi, không sao cả. Bây giờ em sẽ chúc hai người hạnh phúc. Chúng mình cùng ra ngoài kia ngắm cảnh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Cao Thị Thanh Loan. Hiện mình đang là sinh viên của Đại học EdX lớp Happy 2 khóa 2. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP19. Và chủ đề ngày hôm nay của môn Basic là chủ đề về nụ cười. Và sau đây thì mình sẽ xin thuyết trình về chủ đề nụ cười. Mời các bạn lắng nghe. Cuộc sống hàng ngày khiến con người dễ rơi vào cái tình trạng xô bồ, sống vội. Lắm lúc con người chỉ biết hưởng thụ và dần dần bị đánh mất chính mình. Và nụ cười trong thực tế, trong lý thuyết, trong mọi thời, trong mọi mối quan hệ đều mang tính trường cửu. Nó mang đến niềm vui và cả nỗi buồn. Người ta buồn lên không cười được, và người ta vui vì nụ cười tạo nên động lực sống cho mình. Cho nên có thể khẳng định rằng nụ cười là nghệ thuật gây thiện cảm, là một trong những cái chìa khóa vạn năng giúp cho tôi, bạn và tất cả mọi người có thể mở cánh cửa bước vào thế giới tâm hồn ngoài tâm hồn người khác và thành công hơn trong mọi cuộc sống. Cười là một trạng thái biểu hiện tâm lý, biểu hiện tâm tư, tình cảm, trạng thái vui buồn của con người. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe câu nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Các bạn nghĩ sao về câu hỏi này? Nhưng nếu nụ cười trong mọi hoàn cảnh nào, với sắc thái biểu cảm ra sao thì cả một vấn đề. Bởi vì một nụ cười không phải là nụ cười nào cũng mang tính thiện cảm và thân thiện cùng một nụ cười. Nhưng có người cười vì niềm vui, niềm hạnh phúc. Có nụ cười cười ra nước mắt, và có nụ cười mang tính mỉa mai, lại có nụ cười ác ý. Nếu như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trái tim là nơi lưu giữ những cái kỷ niệm, những hình bóng hay chỉ là ánh mắt nhìn trộm của một ai đó, thì cái nụ cười với những cung bậc khác nhau sẽ là ngọn lửa đầy nhiệt huyết của con người. Chúng ta đừng để ngọn lửa ấy ngủ yên, bởi vì những cái nụ cười ai cũng cần, ai cũng cần phải biết cười. Sinh ra trên đời này ai cũng biết cười, ai cũng cần thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình bằng những cái cử chỉ cụ thể và trong những cái phương tiện đơn giản và hiệu quả, chính là nụ cười. Dần dần trong quá trình sinh sôi tồn tại, nụ cười đã trở thành phản xạ tự nhiên khi chúng ta thấy vui, chúng ta thấy hạnh phúc.
và nụ cười trở thành thuộc tính của nhân loại. Nụ cười chứa đựng bao nhiêu tình cảm đáng quý, đáng trân trọng trong tâm hồn mỗi con người. Đó chính là dấu hiệu vui mừng, hạnh phúc, cảm thông và chia sẻ. Nụ cười gắn kết với người, nụ cười gắn kết người với người. Cứ vớt bao nhiêu cái kiếp sống trong lòng đời, dòng đời khắc nghiệt của chúng ta, tiếp thêm nguồn sức mạnh cho chúng ta vững bước trên cái cuộc đời này. Thực tế cho thấy nụ cười như cái liều thuốc bổ tinh thần, đem đến cho người niềm vui và niềm hy vọng. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu như thiếu vắng nụ cười? Chắc hẳn rất là tẻ nhạt, khiến cho con người sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Nụ cười của tôi, của bạn sẽ góp thêm niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống. Và thời gian học tập, công tác và làm việc vất vả trở về với cái nụ cười luôn nở trên môi thật là hạnh phúc. Thế mới hiểu được vì sao lại lưu những cái kỷ niệm, những ký ức qua tấm hình. Chúng ta luôn cười, mặc dù là lắm lúc không muốn nhưng chúng ta vẫn cười để lưu lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ và đáng trân trọng của mình. Nhân loại biết cười khi một em bé nhoẻn miệng cười tươi vui và cùng với mẹ của mình. Khi cậu bé lỡ nụ cười rạng rỡ cùng cậu bạn trong lúc chơi đùa. Khi đôi lứa mỉm cười hạnh phúc, nụ cười có ở khắp mọi nơi, vượt qua yếu tố không gian, thời gian, ở đâu cũng có nụ cười. Ở đâu có con người thì ở đó có nụ cười. Dù trong cuộc sống khổ cực, con người vẫn tìm hiểu, vẫn tìm cái niềm vui nho nhỏ cho mình từ những người xung quanh. Hay là cảnh vật thiên nhiên sẽ sinh sản ra những nụ cười. Đó là bài thuyết trình của tôi và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.